mọi người thủ tục mỗi buổi sáng của mọi người là gì? Thủ tục mỗi buổi sáng của Như để có một làn da trắng sáng, mịn màng, căng bóng và không lo bị mụn á, thì cái combo mà Như luôn sử dụng và bán rất là chạy hiện nay đó là combo Face Collagen X3 và sữa rửa mặt. Face Collagen X3 và Serum Collagen X3 nha mọi người. Đây, còn sữa rửa mặt thì bổ trợ cho việc là làm sạch da nè, bụi bẩn, cũng như là giúp cho mọi người có một làn da sạch, không bị bí lỗ chân lông để tránh tình trạng viêm nhiễm và gây mụn nha. Đây. Đó, khi mọi người thoa một lớp serum này thì mọi người đợi tầm 3 cho đến 5 giây cho serum thẩm thấu hết vào da, nó không gây hầm bí, không gây bị rít và không gây cho da mình cảm giác là bị nhờn á, thì đây cái serum này nó đã khắc phục được hết rồi. Và mọi người có thể chồng ngay một lớp Face Collagen X3 lên luôn, không có sợ da bị bí hoặc là da bị chồng nhiều lớp quá sẽ gây mụn không nha. Xài combo này là việc đó sẽ không bao giờ xảy ra, tự tin nhất có thể để sử dụng nha mọi người. Đó, đây là cái làn da của Như nè. Khi mọi người thoa serum vào thì cái cảm giác đầu tiên đó là các mô da nó sẽ căng lên hết đó, và thêm cái nữa là nó dành cho da mẫn cảm nhất vẫn có thể sử dụng được, và nó không để lại bất kỳ một cái gì gọi là rít, gọi là khó chịu, mà đặc biệt nó lại căng bóng nữa đó. Căng bóng ở đây không phải là làm cho da mình nó dầu nhìn nó căng đâu, mà nó căng trực tiếp trên cái làn da của mình luôn đó, chứ không phải như là những loại serum ngày xưa mà mình hay sử dụng là nó dầu nó bóng nhìn cái da mình nó mới căng được nha. Bây giờ là thẩm thấu hết vào da mà da vẫn căng vẫn mướt nha cả nhà. Đó. Rồi, serum đã xong, tiếp theo là một lớp Face Collagen X3 nha. Dòng face của Collagen X3 là face nén nha mọi người, dùng rất là tiết kiệm luôn. Và face nén thì nó không kén da, cho nên là mọi người cứ yên tâm nha mọi người. Da mẫn cảm nhất vẫn có thể sử dụng được. Mọi người chấm những cái kem lên da như thế này đó. Rồi, thoa đều. Cái này là serum vừa thấm là Như đã thoa lên ngay rồi, chứ không phải đợi bao nhiêu phút hay là nửa tiếng, một tiếng gì nha. Mọi người thoa lên trực tiếp ngay đi, tại vì serum nó thấm vào da hết rồi, cho nên là không có gây bí da đâu. Nó nhắc lại cho nên là cho mọi người yên tâm. Đó, đây. Đây nha mọi người. Đó, rồi Như sẽ thoa. Như thoa đều cho mọi người xem nha. Đây. Và đặc biệt cái serum của Như nó cấp ẩm cực. Ê, cái kem face của Như nó cấp ẩm cực kỳ cao luôn đó. Mọi người thoa nó không có bị nhờn, bị rít hay gì đâu. Mọi người thoa một chút á, da nó ẩm, từ từ nó thẩm thấu hết vào da và nó không gây rít, cũng không gây đổ mồ hôi gì hết. Mọi người yên tâm nha. Đó, đây đây nha. Đó, đây là cái thủ tục sáng nào Như cũng phải dùng để đi ra đường, để có một làn da tự tin nhất có thể. Rồi, cái combo này bật mí giá cho mọi người nha, 310.000 cái combo này, 190, 120, quá rẻ. Cái này xài gần 3 tháng chưa hết, cái này xài hơn 2 tuần đó mọi người. Đó, siêu tiết kiệm luôn, nhanh tay sở hữu combo này nha.